Kính thưa ban lãnh đạo công ty Tiên Sư Việt Nam, kính thưa tất cả các nhà phân phối tinh anh của Tiên Sư Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu, họ tên đầy đủ của tôi là Vũ Thị Hải. Năm nay tôi 73 tuổi, tôi đến từ thành phố Thái Nguyên. Trước khi dùng thực phẩm chức năng, và tôi cũng xin cảm ơn bác Trần Đá đã đưa một đoàn Việt Nam sang nước ngoài để nghiên cứu cái sản phẩm này. Tôi đã được nghe từ lần trước, do vậy tôi đã rất là tin yêu sản phẩm. Và hôm nay tôi cũng không quên cảm ơn người giới thiệu tôi dùng sản phẩm này. Đó là Nguyễn Văn Tiến, hôm nay cũng có mặt ở đây. Tôi cũng xin một tràng pháo tay để cảm ơn anh ạ. Và tôi cũng được xin chia sẻ về thời gian hoạn. Thì trước khi đến Tiên Sư, lúc bây giờ tôi sắp xỉ 70 tuổi, thì tôi bị nhiều bệnh lắm. Bệnh của tôi là bệnh đầu tiên là thoái hóa 6 đốt sống cổ, 3 đốt sống lưng. Và tôi đã dùng rất là nhiều thuốc, nào là thuốc khớp, thuốc nọ, các thuốc, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc. Nhưng cuối cùng thì để lại cho tôi một con người bình thường trở lên 64 cân. Và tôi uống cả bữa đá xu lông thành thử cho mặt to, mặt tôi to phì ra. Và tôi đến bệnh viện thì các bác sĩ bảo tôi là bà đã 70 tuổi rồi, thì cũng gọi là tuổi cao rồi, thì bà có thể là sống chung với lũ, về nhà có thì ngon thì ăn cùng chúng với con cháu. Có nghĩa là để chết đấy. Thực ra mà nói thì tôi vẫn cảm ơn anh Tiến để tôi đi được dự cái hội nghị năm 2012. Và tôi nghe bà Đăng nói rất nhiều, và tôi đã về tôi áp dụng, là tôi đã sử dụng tất cả những dòng sản phẩm đấy đối với tôi. Nhưng không phải nó đơn thuần là chỉ mỗi là huyết áp đấy, bên này tim mạch, bên này gọi là tuần hoàn não, mà một cái bệnh nguy hiểm đối với tôi là tôi bị u ở phổi. Thế thì cũng là cái do tôi thôi, do ăn uống, và trước đây tôi uống thuốc lá, thế thành thử tôi có u ở phổi. Thì tôi nghĩ rằng là cũng đã bệnh chết ở đây. Thế mà cái đầu năm ngoái tôi đi kiểm tra sức khỏe thì ở bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện gần Bạch Mai gọi là bệnh viện quân dân, họ đã bảo tôi là bà bị chẳng gì phổi, bây giờ nó lại có cả hai cái u ở đòn trũ. Thì tôi nghĩ và bụng tôi sợ, họ bảo tôi là đi về bệnh viện ca để can thiệp. Nhưng mà chính gia đình tôi có một thằng cháu nội, nó bị mất năm 24 tuổi là do nó bị ung thư máu. Do vậy tôi sợ chết, nếu vào bệnh viện là nhất định tôi phải chết, vì vào đây là nhất định họ cho hóa chất là phải chết. Cho nên là tôi không đến nữa. Tôi đã hiểu được tôi năm, tôi dùng toàn bộ tất cả những gì mà tôi đang nghiên cứu kỹ để tôi áp dụng vào cái ung phổi của tôi. Thì tôi cũng thấy là nó không phát triển nữa. Thì tôi vẫn đi mang cái tình yêu sản phẩm của tôi để đi chia sẻ cho rất nhiều người có bệnh như tôi. Họ cải thiện là rất là tốt. Nhưng chẳng may năm ngoái tôi lại bị ngã cái rất là đau. Thì tôi lại bị áp xe phổi, nó lại sưng lên. Thì tôi đến Việt Nam tôi khám. Thì họ bảo tôi là bà áp xe phổi. Thế thì tôi, họ tiêm cho tôi 13 ngày, mất 13 triệu. Nhưng mà tiêm xong tôi cũng thấy vẫn đau, mẹ vẫn ho. Thế thì lúc ấy gia đình tôi mới bảo rằng là thế thì mẹ đi chụp CT. Thì tôi lại mang cả những cái giấy tờ của đi khám bệnh viện Hà Nội đấy. Ra bệnh viện chụp CT thì ở cái khoa chụp ấy thì người ta bảo tôi là ba năm nay bà 72 tuổi già. Vâng. Thì cái anh bác sĩ này còn trẻ thôi, anh đùa tôi bảo nếu mà bây giờ chẳng may bà bị bệnh hiểm nghèo bà có sợ chết không? Tôi bảo không. Là bởi vì nếu chẳng may bị hiểm nghèo chết thì cũng là phải thôi. Mà tôi 72 tuổi tôi chết được rồi. Nhưng tôi chỉ tiếc rằng là gia đình và xã hội đang tiến lên như thế này, con cái, các cháu chắc tôi đang học tập, tôi muốn chứng kiến thêm sự thành công, chết sớm này hơi tiếc. Nhưng anh bảo tôi đi. Và vì cái phổi của bà nó có u, nó di căn lên cái cổ của bà, nó có một cái hạch rồi. Thì tôi cãi ngay là bà này, năm ngoái là tôi đi khám có hai cái u cổ cơ. Cơ mà tôi uống thực phẩm chức năng nó teo bây giờ chỉ còn có một cái thôi. Thì bác sĩ xem bọn tôi tí. Thế là anh ấy bảo, thế bà dùng cái gì? Thế tôi bảo là, tôi dùng sản phẩm của Thiên Sư, của thực phẩm chức năng. Thì chính anh đấy, bằng tuổi cháu nội tôi, nếu còn sống, anh ấy còn rất trẻ, anh bảo là cháu chúc mừng bà. Bởi vì bà đã dùng thực phẩm chức năng ở Thiên Sư, nó có cái viên chitosan, là nó khống chế u biếu. Thế bà dùng nhiều chưa? Và tôi, lúc trước tôi dùng ít thôi, nhưng đợt rồi tôi về dùng nhiều. Thì bắt đầu từ
cái tháng 12 âm vừa rồi này là tôi về tôi dùng tăng liều lên, là mỗi một ngày 20 viên rau sát, 20 viên chủ thảo, 20 viên tảo, tất cả các loại gì. Cũng chỉ do cái tình yêu sức khỏe mà tôi đi chia sẻ cho rất rất nhiều người. Cho nên là tôi không biết là đâu tôi lên 8 sao từ bao giờ mà lương tôi rất cao. Thì tôi thấy rằng thiên sư quá tuyệt vời. Khi hiểu được rằng sản phẩm đã quá tuyệt vời rồi mà cái chính sách báo đáp lại càng tuyệt vời. Do vậy tôi đã là người, tôi tự thấy rằng là người phế thải bỏ đi quả chanh vắt hết nước, cái vỏ vứt vào cái giỏ rác mà không đổ nhanh nên nó còn dâu, còn là mũi bọ nó bâu đầy đi chứ. Thế nhưng mà đến giờ phút này tôi thấy rằng tôi vẫn còn giá trị cho cuộc đời, cho gia đình và con cháu tôi. Tôi vẫn hàng ngày mang tình yêu sản phẩm đi chia sẻ. Tôi tin rằng tôi nhất định sẽ chiến thắng bệnh tật, mà nhất định tôi sẽ gọi là chiến thắng bệnh tật để thách thức đỉnh cao. Nhất định tôi sẽ được đi khắp đất nước, khắp đây đó ở thế giới qua thiên sư, vì tôi vô cùng cảm ơn thiên sư. Và đến hôm nay tôi nghe bác Đán nói lại câu này, tôi lại ghi tâm khắc cốt, về tôi quyết tâm dùng. Khi nào cái mũ của tôi cũng đeo hẳn, hiện nay vẫn đeo, nhưng tôi nhắc nhở thế này: nếu ai mà bị bệnh với tôi, kiên trì dùng sản phẩm, đừng tiếc tiền. Nhưng mà lương tôi cao lắm, một tháng 70-80 triệu cơ, tôi dùng hết 40 triệu vẫn chưa là gì. Đấy, vì là tôi có tìm hiểu sản phẩm trong tim tôi cứ mang cái trung thực của tôi. Và cái bài giảng của bác Đán vừa rồi tôi thấy rằng tôi đã áp dụng và tôi thấy quá tuyệt vời. Cho nên là nếu nói về thiên sư thì sau 2 năm nay thì tôi biết là nói nhiều lắm, nhưng chỉ biết rằng là quá tuyệt vời, không còn gì để nói. Thế mà đến ngày, đến giờ phút này, ngày đầu tiên tôi vào tôi dùng sản phẩm của con, tôi đã bảo ôi giời ơi, chả biết có được không. Mà đặc biệt cái lúc anh Tiến tôi nhắc lại với cô nho nhỏ, nó chia sẻ thật, hôm nay có tất cả những ai mà mới cũng phải lắng nghe cái câu này của tôi. Anh Tiến anh tư vấn cho tôi thì đầu tiên tôi không tin đâu. Tôi bảo này này, tôi nhá, cao hổ còn chả ăn ai, cái của Pháp còn chả ăn ai, và cái Trung Quốc đều, thì xin lỗi cả nhà nhé, kéo lại lừa đảo, thôi. Thế nhưng mà quả thật, tại sao tôi lại nói câu đấy đến giờ phút này tôi ân hận, mà tôi mang cái nỗi lòng ân hận của tôi, mà tôi được khỏe mạnh như thế này, tôi phải cảm ơn vô cùng tất cả những người tôi vừa nói, và đặc biệt cảm ơn Ngài Chủ tịch Lý Công Nguyên đã nghiên cứu ra một cái dòng sản phẩm quá tuyệt vời để cho người dân Việt Nam nói chung, trong đó có tôi. Đến ngày hôm nay, cái u của tôi thì chắc nó lại nào cũng chết, bởi vì cái u mà bác sĩ đã bảo nó di căn lên đến cổ rồi. Thế nhưng mà ngày ngày tôi vẫn chịu khó tập thể dục, ăn uống đúng chế độ và sử dụng thực phẩm chức năng, một ngày tôi hết 1 triệu. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà đi chạy xạ hoặc là vào trong bệnh viện thì cũng phải hết gần ý. Nhưng mà chắc có lẽ là sắc thể ngày hôm nay tôi cũng được như thế này. Thế quý vị trong tôi có giống người đang bị ung thư không ạ? Trẻ lắm. Nhất định tôi sẽ chiến thắng bệnh tật. Bởi vì bác Đán vừa giảng cách tôi làm đúng như vậy. Bởi vì tôi trình độ tôi thấp mà, thì tôi bảo uống nhiều sản phẩm chức năng, thực phẩm này tốt vào, tiếng hát át tiếng bom. Bom là bệnh, tiếng hát là thực phẩm, nhất định tiếng hát át tiếng bom. Tôi vẫn có một lời. Cho nên là tôi nói là hôm nay phải nói thêm một điều này này. Trong khi có bệnh là phải giữ gìn sức khỏe. Tôi lại hay xuống xã, tôi đi khiêu vũ, xong rồi tôi lại còn đi làm thị trường, xong rồi mấy cái tháng cuối tháng 3 ngày liền, cứ sáng đi tối về, đi về Hà Nội lấy sản phẩm, thành thử ra là cũng quá mệt mỏi. Thì tôi thấy mệt, tôi được phải bí mật con thỏi mẹ, thế xong này mệt, thế bảo ơ mệt cái gì mà mệt, mẹ vẫn bình thường đi chứ. Nhưng mà tôi mọi ngày tôi ăn 2 bát cơm, nhưng tôi ăn 1, tôi bảo à nãy em ra kia gặp bạn mời mẹ ăn, nhưng không phải đâu, mệt. Thế cho nên là khi chúng ta có bệnh thì chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe. Tôi là hay xuống dã, kể từ hôm nay đến tôi bị sợ rồi, từ nay tôi phải cảnh giác cao, là không được đi lại lung tung rồi, quá sức đó, vì đã 70 mấy tuổi rồi. Cho nên là tôi cũng biết rằng là phải giữ gìn sức khỏe bằng như thế nào. Và tôi uống cái này thì tôi quá tuyệt vời. Sáng nay tôi đi thì tôi đã uống tất cả hai đồ khoảng tiền Việt, tính tiền Việt thì khoảng độ 350 rồi, 350.000. Nhưng nếu không có thiên sư thì tôi không có số tiền đấy, là phải dùng tiền của gia đình hoặc các con cháu cho. Lương của tôi thì có thấp không, thế cho nên sang có thiên sư này thì được tất cả. Thì cuối cùng người tôi chỉ nói thế này: thiên sư đã giúp cho tôi tất cả những gì đã mất về sức khỏe, và trong kinh doanh tôi thất bại, trong sức khỏe tôi thất vọng, hai vị thất này hiện nay tôi đang tìm được, và hiện nay tôi đã giành được 2 chiếc chủ của bảng thiên sư. Trường sức khỏe của tôi nhất định tôi sẽ chiến thắng bệnh tật, và tôi cũng thấy rằng mình đã bắt đầu giàu sang, mặc dù con tôi mà tôi cũng đã tuổi trẻ hơn tôi,
bằng, đi chia sẻ cho những người có nhu cầu bệnh tật như tôi. Mà đến ngày hôm nay tôi thành công. Trước khi ngừng lời thì tôi phải nói là chuyện của Thiên Sư thì dài lắm. Nhưng chỉ biết rằng là tôi cảm ơn tất cả các lãnh đạo ngồi bàn trên đã giúp cho chúng tôi được có sức khỏe ngày hôm nay. Và cuối cùng là tại sao? Vì đã đưa cái dòng sản phẩm tuyệt vời về Việt Nam để cho người dân Việt Nam chúng tôi được sử dụng. Và tôi cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tôi chia sẻ những cái điều tâm huyết này. Cuối cùng chúc quý vị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.